Kính chào các quý phụ huynh và các em học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em chữa các bài tập trong quyển sách giáo khoa tiếng Việt lớp 2, tập 1 của quyển sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong quyển sách này sẽ có 4 chủ đề, đó là em lớn lên từng ngày, đi học vui sao, niềm vui tuổi thơ và mái ấm gia đình. Trong quyển sách này thì sẽ có 18 tuần học với 32 bài đọc hiểu. Trong bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em chữa bài tập tuần 1 với chủ đề Em lớn lên từng ngày. Phần đầu tiên là phần đọc hiểu. Các em sẽ lắng nghe cô đọc bài và chúng ta cùng nhau đi trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa nhé. Bài 1. Tôi là học sinh lớp 2. Tôi là học sinh lớp 2. Ngày khai trường đã đến. Sáng sớm, mẹ mới gọi một câu mà tôi đã vùng dậy, khác hẳn mọi ngày. Loáng một cái, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ cười tủm tỉm. Tôi rối rít, con muốn đến sớm nhất lớp. Tôi háo hức tưởng tượng ra cảnh mình đến đầu tiên, cất tiếng chào thật to những bạn đến sau. Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít nói cười ở trong sân. Thì ra, không chỉ mình tôi muốn đến sớm nhất. Tôi chào mẹ, chạy ào vào cùng các bạn. Chúng tôi tranh nhau kể về chuyện ngày hè. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè, níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi cảm thấy mình lớn bổng lên. Tôi đã là học sinh lớp 2 rồi cơ mà. Bài đọc của tác giả Văn Giá. Như vậy là cô vừa đọc xong cho các em bài đọc Tôi là học sinh lớp 2. Bài đọc thật hay và thú vị đúng không nào? Vậy chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời các câu hỏi để hiểu kỹ hơn về bài đọc nhé. Câu 1. Những chi tiết nào cho thấy bạn nhỏ rất háo hức đến trường vào những ngày khai trường? A. Vùng dậy. B. Muốn đến sớm nhất lớp. C. Chuẩn bị rất nhanh. Và D. Thấy mình lớn bổng lên. Để làm được câu hỏi này thì các em cần đọc kỹ đoạn văn từ sáng sớm, mẹ mới gọi một câu mà tôi đã vùng dậy, khác hẳn mọi ngày, loáng một cái, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bố ngạc nhiên nhìn tôi, còn mẹ cười tủm tỉm, tôi rối rít, con muốn đến sớm nhất lớp. Như vậy là sau khi đọc xong đoạn văn vừa rồi, chúng ta đã tìm được câu trả lời rồi đúng không nào? Các con hãy cùng ghi vào vở lời giải chi tiết cùng với cô nhé. Câu 1. Những chi tiết cho thấy bạn nhỏ rất háo hức đến trường vào ngày khai giảng là: đó là vùng dậy, muốn đến sớm nhất lớp và chuẩn bị rất nhanh. Như vậy, ở đây đáp án chính là đáp án A, B và C. Như vậy là cô cùng các con đã trả lời được xong câu hỏi số 1. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2. Bạn ấy có thực hiện được mong muốn đến sớm nhất lớp không? Vì sao? Để trả lời được câu hỏi số 2 thì các con hãy đọc lại chi tiết từ phần tôi háo hức tưởng tượng ra cảnh mình đến đầu tiên, cất tiếng chào thật to những bạn đến sau. Nhưng vừa đến cổng trường, tôi đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít nói cười ở trong sân. Thì ra, không chỉ mình tôi muốn đến sớm nhất, tôi chào mẹ, chạy ào vào cùng các bạn. Như vậy, sau khi đọc xong những chi tiết vừa rồi thì chúng ta có thể trả lời được câu hỏi số 2 không nhỉ? Cô sẽ trả lời câu hỏi số 2 như sau. Bạn nhỏ không thực hiện được mong muốn đến sớm nhất lớp bởi vì khi vừa đến cổng trường, bạn nhỏ đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít ở trong sân. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu hỏi số 3. Bạn ấy nhận ra mình thay đổi như thế nào khi lên lớp 2? Để trả lời được câu hỏi số 3 thì các con hãy đọc kỹ lại đoạn văn từ chúng tôi tranh nhau kể về những ngày hè. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi cảm thấy mình lớn bổng lên. Tôi đã là học sinh lớp 2 rồi cơ mà. Như vậy là sau khi đọc xong đoạn cuối thì chúng ta có thể thấy là bạn ấy không còn rụt rè bám bố mẹ nữa mà đã tự tin, thoải mái trò chuyện với các bạn trong lớp. Bạn thấy mình lớn bổng lên. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang câu số 4. Tìm bức tranh thích hợp với mỗi đoạn trong bài đọc. Ở dưới đây, để làm được bài này thì chúng ta cần quan sát kỹ các bức tranh, chú ý đến các nhân vật xuất hiện trong bức tranh và cảnh vật xung quanh. Ở đây thì có 3 bức tranh. Chúng ta sẽ cần phải tìm 3 bức tranh này tương ứng với 4 đoạn trong bài đọc.
Ở bức tranh số 1 thì có các bạn đang nói chuyện ríu rít với nhau và có một em nhỏ nói chuyện rụt rè nắm chặt tay mẹ. Như vậy thì bức tranh số 1 sẽ tương ứng với đoạn nào nhỉ? À, bức tranh số 1 sẽ tương ứng với đoạn số 4. Đoạn số 4 đó là chúng tôi tranh nhau kể về chuyện ngày hè. Ngay cạnh chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè, níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. Trước các em, tôi cảm thấy mình lớn bổng lên. Tôi đã là học sinh lớp 2 rồi cơ mà. Như vậy, bức tranh số 1 sẽ tương ứng với đoạn số 4 của bài đọc. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với bức tranh số 2. Ở bức tranh số 2 thì có một bạn nhỏ đang vẫy tay chào với mẹ của mình. Ở xa xa thì các bạn đang chạy vào trường. Như vậy bức tranh này sẽ tương ứng với đoạn nào nhỉ? À, đó là đoạn số 3. Bạn nhỏ đang háo hức tưởng tượng ra cảnh mình đến trường đầu tiên, cất tiếng chào thật to những bạn đến sau. Nhưng vừa đến cổng trường, bạn nhỏ đã thấy mấy bạn cùng lớp đang ríu rít nói cười ở trong sân. Thì ra, không chỉ mình bạn nhỏ muốn đến sớm nhất. Như vậy là bức tranh số 2 sẽ tương ứng với đoạn số 3. Còn bức tranh số 3 thì sẽ tương ứng với hai đoạn còn lại, đó là đoạn số 1 và đoạn số 2. Ở bức tranh số 3 thì bạn nhỏ đang háo hức chuẩn bị mọi thứ để có thể đến trường sớm nhất. Như vậy là cô đã chữa xong 4 câu hỏi ở phần đọc hiểu cho chúng ta. Chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là phần luyện tập theo văn bản đọc. Ở trong phần luyện tập theo văn bản đọc sẽ có 2 câu hỏi. Câu hỏi số 1 như sau. Từ nào dưới đây nói về các em lớp 1 trong ngày khai trường? A. Ngạc nhiên. B. Háo hức. Và C. Rụt rè. Để trả lời được câu hỏi này thì các con cần bám kỹ vào nội dung bài đọc. Chúng ta sẽ đọc đoạn văn từ chúng tôi đến lớp 2 rồi cơ mà. Chúng tôi, mấy em lớp 1 đang rụt rè níu chặt tay bố mẹ, thật giống tôi năm ngoái. Như vậy, các em lớp 1 trong ngày khai trường rất là rụt rè, níu chặt tay bố mẹ. Đáp án ở đây chính là đáp án C. Chúng ta sẽ khoanh tròn vào đáp án C. Câu hỏi số 2. Thực hiện các yêu cầu sau. A. Nói lời chào tạm biệt mẹ trước khi đến trường. B. Nói lời chào thầy, cô giáo khi đến lớp. C. Cùng bạn nói và đáp lời chào khi gặp nhau ở trường. Ví dụ, thực hiện các yêu cầu ở trong câu A, cô sẽ nói lời chào tạm biệt với mẹ của cô trước khi đến trường là: con chào mẹ, con vào trường đây ạ. Đó chính là lời chào tạm biệt mẹ trước khi đến trường. Còn khi nói lời chào thầy, cô giáo khi đến lớp thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? À, đó là em chào cô ạ, hoặc là em chào thầy ạ, em đã đến lớp rồi ạ. Đó chính là lời chào thầy, cô trước khi đến lớp. Còn câu C, cùng bạn nói và đáp lời chào khi gặp nhau ở trường. Ví dụ như là chào cậu hoặc là chào bạn. Đó chính là lời chào và đáp khi gặp nhau ở trường. Như vậy là cô cùng các con đã chữa xong phần đọc hiểu và phần luyện tập sau đọc hiểu của bài 1 Tôi là học sinh lớp 2. Các con hãy ghi lại vào vở một cách thật sạch sẽ, chính xác và đẹp đẽ nhé. Hẹn gặp các con ở các video tiếp theo.